văn: Phật cáo A Nan, nhữ đương thâm tâm thanh tịnh, thọ trì thử Đà La Ni, quảng tuyên lưu bố ư diêm phù đề, mạc lệnh đoạn tuyệt, thử Đà La Ni, năng đại lợi ích tam giới chúng sinh, nhất thiết hoạn khổ oanh thân giả, dĩ thử Đà La Ni trị chi, vô hữu bất xái giả, thử đại thần chú, chú càng khô thụ, thượng đắc sanh chi kha hoa quả, hà huống hữu tình hữu thức chúng sinh, thân hữu bệnh hoạn, trị chi bất xá giả, tức vô thị xứ. Biệt dịch: Đức Phật bảo ngài A Nan, ông nên dùng tâm tin sâu, tâm thanh tịnh mà thọ trì môn đại bi tâm Đà La Ni này và lưu bố rộng ra trong cõi diêm phù đề, chớ cho đoạn tuyệt. Đà La Ni này có thể làm lợi ích lớn cho chúng sinh trong ba cõi. Tất cả bệnh khổ ràng buộc nơi thân, nếu dùng Đà La Ni này mà trị thì không bệnh nào chẳng lành. Dùng đại thần chú này tụng vào cây khô, cây ấy còn được xanh cành lá, trổ bông, trái. Huống chi là chúng sanh có tình thức ư. Nếu thân bị đại bệnh, dùng chú này mà trị không lành, lẽ ấy không bao giờ có. Lược giảng: Đức Phật bảo ngài A Nan, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi đã nói những lời trước liền bảo ngài A Nan, ông nên dùng tâm tin sâu, tâm thanh tịnh. Tin sâu là tâm không hời hợt, không buông lung, qua loa, cẩu thả. Quý vị nên đặc biệt chú ý để tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chính là không vọng tưởng, không cho tâm tán loạn, mà thọ trì môn đại bi tâm Đà La Ni này. Nếu quý vị tụng thần chú đại bi tâm Đà La Ni, quý vị phải nhất tâm, không hướng ngoại phan duyên, không vọng tưởng, rồi mới trì tụng thần chú. Và lưu bố rộng ra trong cõi diêm phù đề. Đức Phật phó thác cho ngài A Nan cần phải phổ biến, tuyên truyền công năng thần chú đại bi trên khắp cõi diêm phù đề. Hãy giới thiệu cho tất cả chúng sinh lợi ích của thần chú đại bi, chớ cho đoạn tuyệt. Ông hãy nhớ cho cẩn thận, chớ để kinh đại bi tâm Đà La Ni và chú đại bi dứt mất, không có người biết đến. Quý vị thấy Đức Phật phó thác cho ngài A Nan phải ghi nhớ lưu bố kinh này và thần chú đại bi trên khắp cõi Nam Diêm Phù Đề để lợi ích cho chúng sinh. Vì vậy quý vị là những người Phật tử, những người trì tụng thần chú đại bi cũng nên rộng dùng nhiều phương tiện mà lưu hành phổ biến kinh đại bi tâm Đà La Ni. Chú đại bi và bản giảng giải này để cho nhiều người đều được biết đến, đều được lợi ích, chớ để dùng riêng cho mình, chớ để cho đoạn tuyệt. Đà La Ni này có thể làm lợi ích lớn cho chúng sanh trong ba cõi. Thần chú tổng trì này có năng lực làm lợi ích lớn cho chúng sanh trong cả tam giới, không chỉ lợi ích chúng sanh ở cõi dục giới, mà chúng sinh ở cõi sắc giới cũng được lợi ích, rồi chúng sanh ở cõi vô sắc giới cũng đều được lợi ích. Tất cả bệnh khổ ràng buộc nơi thân, tất cả các bệnh tật, các đau đớn hành hạ quý vị, hoặc gặp những bệnh hiểm nghèo, hoặc bệnh nan y, hoặc những bệnh vô phương cứu chữa, nếu dùng Đà La Ni này mà trị thì không bệnh nào chẳng lành. Nếu dùng chú đại bi để chữa thì bất luận là bệnh gì đều tiêu trừ. Chú đại bi có thể chữa được 84.000 loại bệnh trên thế gian này. Dùng đại thần chú này tụng vào cây khô, cây ấy còn được xanh cành lá, trổ bông, trái. Thần chú đại bi này nếu cây đã chết khô, nếu bạn niệm chú đại bi cho nó thì cây khô liền có thể sống lại và ra hoa kết quả. Huống chi là chúng sanh có tình thức, huống gì là con người, là chúng sanh có tình cảm và trí thức. Nếu thân bị đại bệnh, dùng chú này mà trị không lành, lễ ấy không bao giờ có. Nếu thân quý vị mà có bệnh gì, nếu trì chú đại bi để chữa trị mà không lành thì nhất định không có điều đó. Tụng chú đại bi sẽ đắc được cảm ứng. Loại cảm ứng này không thể nghĩ bàn, nhưng quý vị phải thành tâm, không chút nghi ngờ.
Nếu quý vị nghi ngờ, sẽ không có sự cảm ứng. Nếu quý vị thực hành và trì tụng chú Đại Bi một cách toàn tâm, toàn ý, không vọng tưởng, quý vị nhất định sẽ được sự cảm ứng không thể nghĩ bàn này. Hiện nay trong Phật giáo, rất ít người biết đến công năng của chú Đại Bi, đặc biệt là không biết đến Nhật Quang Bồ Tát Đà La Ni và Nguyệt Quang Bồ Tát Đà La Ni, huống gì là trì tụng. Vẫn còn tứ thập nhị thủ nhãn. Vào thời kỳ mạt pháp này, chắc hẳn trong Phật giáo không còn ai có thể tu tập loại pháp này và hiểu được loại pháp này. Bây giờ tại Phật giáo giảng đường này, giảng tứ thập nhị thủ nhãn này, cùng với Nhật Quang Bồ Tát Đà La Ni, Nguyệt Quang Bồ Tát Đà La Ni, hy vọng pháp môn này sẽ được chấn hương trở lại, để người đời sau hiểu rõ pháp môn này, ngõ hầu trong tương lai có thể được nhiều người hiểu được và tu tập. Nếu hiểu và thực hành pháp này thì sự đắc đạo ở ngay trước mắt, người đắc ngũ nhãn lục thông ngày càng nhiều. Nhưng thời mạt pháp này, căn tánh chúng sanh ngu độn, bị cám dỗ bởi dục bên ngoài nên đã mê muội, còn mê muội hơn. Nếu như gặp chánh pháp cũng không nhận ra. Còn quý vị gặp được chánh pháp, tu theo chánh pháp của pháp tu này, đắc được ngũ nhãn lục thông, đó là một điều hy hữu, đó là một điều khó làm được mà quý vị đã làm được trong thời mạt pháp này. Khi chúng ta thực hành pháp này, dù trải qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu công việc bộn bề, nhưng không nên bỏ tụng chú Đại Bi, trì chú Lăng Nghiêm, trì tụng Nhật Quang Bồ Tát Đà La Ni, Nguyệt Quang Bồ Tát Đà La Ni và pháp tứ thập nhị thủ nhãn này. Bởi vì làm việc gì đều phải qua quá trình rèn luyện công phu mới thành tựu, cũng giống như người viết văn, lúc ban đầu viết không thể hay và nổi tiếng thành nhà văn, mà là sự tôi luyện ngày này qua tháng nọ mới thành một nhà văn thực thụ. Sự tu tập cũng giống như vậy, không thể một sớm một chiều mà thành tựu, mà là quá trình công phu dài đằng đẵng mới thành công. Thời đại mạt pháp này mà chúng ta được ngồi ở giảng đường nghe pháp, lại còn chiêm nghiệm giáo lý, đây là điều bất khả tư nghi. Bởi vì quý vị đều có trồng căn lành từ những kiếp trước, nếu không có thiện căn thì bây giờ đến cả tên chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm, chú Nhật Quang Bồ Tát Đà La Ni, Nguyệt Quang Bồ Tát Đà La Ni và tứ thập nhị thủ nhãn còn không được nghe thấy, thậm chí đến ngay cả người xuất gia quý vị cũng không gặp được. Vậy nên bây giờ quý vị đã có cơ hội gặp được rồi thì nên trân quý, dụng công chớ lười biếng thì quý vị sẽ được thành tựu pháp trong tương lai. Hán văn: thiện nam tử thử Đà La Ni, oai thần chi lực, bất khả tư nghì, bất khả tư nghì, tháng mạc năng tận, nhược bất quá khứ, cửu viễn dĩ lai, quảng chủng thiện căn, nại chí danh tự, bất khả đắc văn, hà hưởng đắc kiến, nhữ đẳng đại chúng, thiên nhân long thần, văn ngã tán thán, giai ứng tùy hỷ. Việt dịch: này thiện nam tử, sức oai thần của Đại Bi Tâm Đà La Ni này không thể nghĩ bàn, không thể nghĩ bàn, khen ngợi không bao giờ hết được. Nếu chẳng phải là kẻ từ thời quá khứ lâu xa đến nay đã gieo nhiều căn lành, thì dù cho cái tên gọi còn không được nghe, huống chi là được thấy. Này đại chúng các ông, cả hàng trời, người, long thần, nghe ta khen ngợi phải nên tùy hỷ. Lược giảng: này thiện nam tử, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gọi một tiếng thiện nam tử. Thiện nam tử có thể là Bồ Tát, là tỳ kheo ni, ư bà tắc, ư bà di, hay tất cả những người có mặt trong hội. Đại Bi Tâm Đà La Ni này, thần chú Đại Bi Đà La Ni này là chú tổng trì, tổng nhất thiết pháp, trì vô lượng nghĩa, sức oai thần. Oai thần là oai lực đáng sợ, người hay quỷ thần đều khiếp sợ trước năng lực phi thường này, uy kính oai lực của chú này. Không thể nghĩ bàn, không thể nghĩ bàn. Loại năng lực này quý vị không thể dùng tâm để suy lường,
cũng không thể dùng ngôn ngữ bàn luận so sánh được. Hai câu không thể nghĩ bàn này là để nhấn mạnh, bày tỏ sự cảm thán quá vi diệu. Ồ, thật đáng kinh ngạc, khen ngợi không bao giờ hết được. Thán là tán thán khen ngợi. Cho dù tôi tán thán khen ngợi thần lực Đà La Ni này cũng không bao giờ diễn tả được hết sức mạnh tuyệt vời của chú. Nếu chẳng phải là kể từ thời quá khứ lâu xa đến nay, giả sử không phải quý vị hay những người khác từ vô lượng kiếp trong quá khứ cho đến ngày nay đã gieo nhiều căn lành, đã rộng trồng nhiều cội phước lành, thì dù cho cái tên gọi còn không được nghe, thì ngay đến cái tên chú Đại Bi Tâm Đà La Ni còn không nghe thấy được. Tại sao bây giờ quý vị lại nghe thấy được tên của chú này? Bởi vì quý vị có căn lành nên bây giờ mới có thể nghe được tên của chú Đại Bi. Quý vị thử nghĩ xem, trên thế gian này có bao nhiêu người, thì có khoảng bao nhiêu người được nghe đến tên thần chú Đại Bi. Và trong số những người đã được nghe đến tên thần chú Đại Bi, thì có bao nhiêu người tu pháp môn chú Đại Bi. Từ đó có thể thấy, chú Đại Bi này hiếm có đến mức, đến cái tên cũng còn không thể nghe thấy được, huống chi là được thấy. Cái tên của chú Đại Bi còn chưa nghe qua, thì nói gì đến đọc tụng hay nghe đến thần chú Nhật Quang, Nguyệt Quang và tứ thập nhị thủ nhãn bất khả tư nghì. Nếu trong quá khứ không rộng trồng nhiều căn lành thì không thể trì tụng được chú Đại Bi, cũng không thể trì tụng được thần chú Nhật Quang Bồ Tát hay chú Nguyệt Quang Bồ Tát. Giả sử như căn lành của quý vị chưa được thật sự sâu dày và đủ chín mùi, thì quý vị chỉ có thể gặp được Đại Bi chú và trì tụng thần chú Đại Bi thôi, mà không gặp được Nhật Quang và Nguyệt Quang Đà La Ni thần chú mà tụng trì kèm theo chú Đại Bi đâu. Tôi biết được trong Phật giáo, đại đa số mọi người đều biết đến chú Đại Bi, nhưng chú Nhật Quang Bồ Tát Đà La Ni và Nguyệt Quang Bồ Tát Đà La Ni thì ít được nghe qua. Cho dù quý vị có thể niệm Nhật Quang Bồ Tát Đà La Ni và Nguyệt Quang Bồ Tát Đà La Ni, thì tứ thập nhị thủ nhãn này cũng không biết sử dụng. Bây giờ chúng ta có thể hiểu được tứ thập nhị thủ nhãn, lại gặp được chú Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, thì đúng là đã phải trồng vô lượng căn lành trong vô lượng kiếp mới có thể hiểu được pháp môn chẳng thể nghĩ bàn này. Này đại chúng các ông, cả hàng trời, người, long thần, nghe ta khen ngợi, phải nên tùy hỷ. Tất cả đại chúng, trời, người, rồng, tất cả vị thần, khi nghe được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khen ngợi chú Đại Bi cũng nên vui mừng ca ngợi, cùng nhau vui mừng vì gặp được pháp hy hữu hiếm có này và phải cùng nhau tu tập. Om ha ha ha, Bun Sam Mo Di So.